Dạ Thanh Tùng chào cả nhà nha. Rất vui khi cả nhà đã quay lại với kênh Du Khỉ Miền Tây. Thì hôm nay Thanh Tùng có mặt tại đường Nguyễn Duy Trinh của khu phố 1 quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Để Tùng quay ba cái toàn cùng với chú đường cưa ba cây dừa chết khô. Lại có một cái cây đặc biệt đó nha cả nhà. Cây vải. Cây trái vải của mình đó cả nhà. Nè. Cây này có 20 năm, hai mấy trăm tuổi rồi mà nó không ra trái. Với lại nó rụng lá nhiều quá nên bác nhờ ba cái toàn lên cưa bỏ luôn, đang lấy gỗ làm cái bàn. Đây. Cái dừa này nó chết độc nè cả nhà. Ba cây lận. Nãy giờ chú đường của toàn thì có chặt đéo gốc rồi nè cả nhà. Hai cây này thì gần cái chòi. Cắt cái nào dưới tụi? Còn cây dừa đó thì gần cái toilet. Giờ nó đi cắt cái lấy dừa. Dạ dạ khỏi anh, ta có cái móng làm leo lên. Có cái thang đi cho lên rút cho nó khỏe chứ. Ở đây là cái quán ăn nha cả nhà, cái quán quán ăn quán đồng quê. Mát mẻ hết sức không? Lá cái này là lá xé. Dạ. Cái dừa là xé đó. Nãy mới vừa tới thì bác cũng đã mời ba cái toàn cùng với chú đường có dùng một bữa cơm trưa rồi cả nhà. Mình thấy toàn lu quá, toàn không có quay. Và chú đường chuẩn bị máy móc cho ba cái toàn cưa. Đây có cây dạ hương quá trời bông luôn. Dạ hương thì mạnh lên nó tinh nhất lên nó lắng lên sợ. Cây này nó thơm lắm nè. Tối tối mới nghe mùi thơm cả nhà. Ở dưới con kêu bằng cây dạ hương. Cây này ban đêm nó mới thơm. Trời trời, cái dừa nó chút nhích kìa. Mới kéo có chút xíu mà nó nhịp cái đọt lên luôn. Mấy cây dừa này chết bao lâu rồi bác? Quá yếu. Chết khoảng 2 năm rồi, trời ơi. Mày không có gì điện này là ba cái toàn cắt hạ luôn rồi, hạ gốc luôn rồi cả nhà. Tại có không gì điện băng nghe nè. Gì điện ba pha. Chú lâu qua đây nè, chú đường đang hồi cắt lóng bỏ đó. Cái lóng bỏ qua đó đó. Còn thấy là lóng bỏ qua cái đống nhánh rồi đó. Cắt bỏ. Ba cái toàn sợ có kẽm không, không dám cắt. Nhá nhá rồi chưa dám cắt. Thời tiết nóng quá, trời nóng luôn cả nhà. Dạ. Mấy cái dừa chết 2 năm rồi cả nhà. Coi kìa, leo lên rung rung rinh kìa. Lắc quá trời lắc. Kiểm tra coi nó còn cứng không nha anh Tùng. Có lên nguy hiểm không? Kiểm tra thân vừa cũng cứng không? Chứ ông chưa có cưa mà nó đổ xuống cái không biết nó sao ạ. Cái đường giật khởi động máy cho ba cái đoàn hồi cưa hai góc á kìa nè. Cưa cái mạch lớn.
Trời ơi, sùng banh kia kìa. Lấm bổ bịch cho con đi chứ đừng. Câu cá. Con đâu? Kiếm gì đâu vậy? Mấy con sùng này của con gì mà nó bự quá này. Cây nó thơm lạ lắm vô cùng chứ đừng. Càng sát càng tốt. Được. Cắt trên cái đưa chứ. Thơm không chứ đừng. Hai năm rồi mà nó bị dốc cái lớp vỏ ở dưới. Giờ chú đường với bác chủ nhà đang lôi cái chậu ra. Coi chừng nó rớt ra khỏi cái chậu, nó rớt đất ra khỏi chậu luôn á chú đường ơi. Cho chú bè kéo chưa rớt ra nữa. Bè kéo chưa rớt. Này chắc có tới nhẹ từ già với gốc trước tụi anh. Chú đừng xịt mũi gì mà tàu bị dí mũi rồi nghe mùi nháy mũi liền rồi. Bác có tầng là dậm vô mà lắc lắc cái đầu trên. Cái dừa này cao quá trời cao luôn cả nhà.
dụng cái luôn. Cái đầu trên nó mục quá mục rồi. Cao tốc nên là cả nhà nghe tiếng xe rất là rõ luôn, tiếng bốc còi á. Nãy không? Nãy mà không khi cái chậu ra là nó trúng cái chậu luôn á cả nhà. Cái đường của tàu này đang cắt nhỏ mấy cái lóng nè. Cái dây chú ơi. Để cho bác chủ nhà lăn đi dục dễ nha cả nhà. Mình tính ông cắt cũng lâu, ai ngờ hẹn chi ông cứ ngọn đụng đỉnh ông uống nước. Dạ. Anh sợ tới chiều không xong. Sợ tới chiều không xong. Lên như hẹn cái ông đứng thì xong. Hai bạn ngồi uống nước lâu quá hỏi gì. Mình sợ không xong. Dạ. lên ngủ uống nước. Nãy mình đôn đốc mình nói cắt được chưa, ý ông chưa muốn cắt á. Dạ. Xe bắt cái tầng cưa không xong. Này nắng quá nắng rồi, cái thùng này. Bây giờ mà nắng dữ trời. Đó có gì tôi tưởng không xong hả? Tôi sợ không xong, tôi mới đôn đốc ông chứ. Dạ. Nó nhẹ hơn đúng không? Nó nhẹ hơn chim nhiều đúng không? Lên dạ. Trên cao khỏe. Cái gọn. Không màu. Nhiều cái lưỡi không đủ dài mà lên trên cao khỏe. Cái cây này lớn. Dạ. Nó thường cắt tỉa cành nhiều quá. Tới rồi. Chó sổ hay gì đó. Cái đường bắt đầu thì đang lọt lấy cái ổ mối ra coi nè, đây chưa lóng lóng ra sợ nó lục lưới cưa đi. Chặt kéo ổ mối ra là cưa là sẽ đỡ lục lưới cưa. Để cắt cái này cái chứ được ơi. Lên lên cái máy cắt cái lóng đó. Chưa. Chưa.
cây dừa chết này nằm ngay nhà vệ sinh luôn cả nhà. Và ba có cần lấy cọng dây cột túm mấy cái cây cao lại để tránh thiệt hại nhiều quá cả nhà. Dừa nè. Máy nó nhức đầu quá chú Đường ơi. Cầm cái đầu dây bên đây nè chú Đường. Trời ơi ban kìa. Cột gịch qua cây cao bên kia một chút được không ba? Dạ làm gì hôm vợ ông chứ ba ông nào cũng hỏi nhỏ hoài luôn ta. Nhanh đi. Dạy mặt nó luôn rồi. Nói với con Thị hai đứa cũng ngồi trên bờ, sáu đứa làm nhậu nữa, hai đứa cũng mất đi. Anh đi rồi. Không. Bắt nó cột gịch cái bụi cao này qua cái cây cao bên này nè cả nhà. Tùm tùm á, tầm viết tầm quay cả nhà thấy được không? Nãy thằng có hỏi bác chủ nhà mày, bác chủ nhà nói ở gần đây có một trại huấn luyện chó cả nhà. Nên cái tiếng chó sủa rất là nhiều luôn cả nhà. Làm như cho ăn hay sao? Lúc cho ăn nó kêu nó sủa vậy. Gần lỗ tai luôn. Nó thả ra cái nội thứ nào cho nói. Cái này còn tư nè. Dưới vô bài. Nhất cái miếng gạch lên. Rồi. Chấm cái góc chút xíu à. Ba ăn cơ chưa? Ba ăn cơ chưa?
Dạ. Hay ý định luôn ha. Muốn nằm đâu là nằm đấy ha. Rồi, giờ là cũng cắt lắm giống như mấy cây vừa rồi nè cả nhà. Đây là vận chuyển gì đổ. À, chút xíu nó ba cái tầng cưa cái cây vả thì tầng ở cây cây vải thì tầng sẽ tiếp tục quay cho cái nhà xem nha. À, cây vải này cả nhà, cây vải này tổng mới là hai cây hay một cây nữa. Dạ bác ơi cho con hỏi cái cây vải này là nó một thân hay là hai thân, ở nó một gốc hay là hai gốc? Một một gốc. Dạ. Hai thân. Dạ một gốc. Cây hộp hay là chiếc anh? Cây hộp. Cây hộp. Hộp nó lên bắt đầu cái gốc nằm dưới đó nó lên nó chẻ lên hai thôi chứ không phải cái đó không phải hai hai gốc đâu. Dạ. Phát lên từ từ cái thành hai thân giống như hai thân. Mười mấy hai chục năm ha. Một gốc lên hai thân. Dạ. Cái này hơn 20 năm rồi. Hơn 20 năm. Chưa có trái lần nào không anh? Chưa, chưa một lần nào có trái á. Chưa một lần nào có trái. Bỏ mấy cây luôn ha. Thôi cắt luôn đi, cho nó gọn. Cái cây này thì bác nói là nhánh là còn nguyên thủy luôn á cả nhà, chưa tỉa cành lần nào hết. Chỉ có mấy nhánh dưới đây nè, là dê dê ra sụ sụ là bác chỉ cắt gùng lại có mấy nhánh dưới này nè. Còn ở trên là hoàn toàn là còn nguyên thủy hết. Cái cây này thì chịu chịu cái đó giống cái nhãn không mà. Ủa một cái máy ông đài hơi cái... sao mà đúng không? Cái chừng mà ông nắm máy cưa pin. Cái phần lóng này thì bác sẽ cưa một lấy một khúc 1m3. Hai khúc hai cây thân này thì lấy hai khúc. Còn trên này lấy mấy cây đố để làm cái bàn á cả nhà. Vậy đó giờ ba chưa leo cây này lần nào hay gì mà ba thấy lạ ba. Vậy là đó giờ ba có lần chưa leo cái cây này lần nào. Đây đây là lần đầu tiên. Dạ giống cây vải hay chứ được. Cây trái vải. Có 20 năm mà nó mau lớn rồi chứ. 20 năm nó tụi nó gần lắm trời. Cây vải mà 20 năm mới lớn cái này là bự lắm rồi chứ bộ chứ. Ừ, 20 đó. Cây này là phải 24 trở lên, nó trước năm 2000. Dạ, trước năm 2000. Lớn tuổi rồi chú là mẹ. Con ba 30 tuổi mà chú bằng chú mà. 24 tuổi. Cây này có bên đây một cái đường dây điện nè cả nhà, và bên đây cái đường dây điện nữa băng vào nhà. Cái cọng dây điện này chắc hồi ba có tầng tháo hạ nó sụ sụ xuống á, này quấn vô cái nhánh này. Cứng dữ vậy. Ồ cái lỗ trong đẹp quá cả nhà. Mấy hồng hồng kìa. Nhìn giống cẩm lai quá chứ đường ơi. Cái gỗ nhìn giống cẩm lai quá kìa. Này chắc họ cắt ra vân dữ lắm á. Thật sự mà nói là toàn đây là toàn lần đầu tiên toàn quay ba cái toàn cưa cái cây vải này luôn á cả nhà. À, cũng là lần đầu tiên ba có lần cưa cây vải luôn. Wow, quá chắc luôn. Vải này chắc có thể là nó sẽ chắc hơn thịt của cây nhãn nữa. Cái đó làm đồ đập đá là bao ngon luôn á chứ được. Kéo gì điện qua chứ được ơi. Cho nó chặt mà nó lỡ nó có vài cái cây.
Thời tiết giết nắng nóng quá trời cả nhà ơi. Ồ, cái thịt nó hồng hồng đẹp lắm cả nhà ơi. Trắng hồng. Ở đây gần quốc lộ, gần đường lớn mà cả nhà, nên mấy cái lá của cây vải nè, đống bụi rất là nhiều luôn, trắng cái lá luôn. Với lại ngoài đó một cái đường lộ cao tốc ngoài đó nữa. Là cái bảng xanh xanh ngoài đó đó cả nhà, là cao tốc bên đó đó. Bởi vậy bụi bay tấp vô cây vải này quá trời. Cây vải chắc do thời tiết trong miền Nam nó nóng, nắng nóng quá cả nhà, không có trái được. Vải hình như là theo tuần biết được là trên chịu không khí lạnh hơn, nắng nóng quá nó không ra bông luôn. Chắc nó có hình như có ra bông một lần nhưng mà nó không có đậu trái được. Tôi nói ông tự tin quá, không có nào máng vô dây điện hết á. Mấy cái lá của cây khác rớt xuống nữa rụng lìa chia, còn cái lá này toàn thấy dính khắn rồi cả nhà ơi, dính khắn vào cái nhánh này. Rớt xuống nên là gạch kêu có bốc. Mấy cái nhánh này chứ đường của Toàn sẽ chất chồng lên để cho ba cái Toàn cắt mấy cái lóng rớt xuống nó không bể cái nền gạch này nữa cả nhà. Cái máy xài pin này đâu ai kìa chơi không dở nha. Một tay một còn kiểm tra cho có ổn. Mình đâu có đường dây điện, bây giờ ba con thằng nắm nhánh rút về á cả nhà. Trời, nó ở dưới hả? Dưới nhanh khổ dưới. Nên là nãy ba cái thằng không quăng ra, không kéo về là dướng dây điện nè. Chắc chim ngủ quá. Không có ổn. Không có trứng à? Đâu chim mà không có trứng. Không có trứng, không có con luôn. Hôm qua nói là bữa nay đi chim. Hôm qua chú điện lên trước hả chú được? Cho hay trước hả, dọn nhà đi hả?
Cái này mình lộ cao tốc mà bụi nó bay qua tới cái vải này luôn. Ui ui. Cho tôi xin cái clip đó nha. Dạ. Cho tôi xin cái clip đó nha. Dạ. Dạ. Ôi, ông này là thiện nghệ rồi. Dạ. Thấy cái vỗ 25.000 ông vỗ cái lưỡi kia quá đẹp luôn á chú Đường ơi. cái gỗ này đẹp ghê luôn cả nhà. Wow này, xuống góc đỏ dữ nữa đây nè. Đỏ hồng. Cái này có đo gì không anh Tám? Cái này tính ở dưới lên 1m3, còn khoảng trên chừa lại vậy thôi. Dưới 1m3. Dưới 1m3 định cái bàn của tôi 1m2, định tôi tài tới thì lui á. Trừ heo hả? Trừ heo, méo cái này. Bác Tám trừ heo tới 1 tấc. 1 tấc là nhiều gỗ lắm bác ơi. Bây giờ cắt cái mạch này xuống để xem cái mặt gỗ như thế nào nha cả nhà. Toàn cũng đang tò mò đó.